Tổng thống Putin gửi thư cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, cộng đồng mạng quốc tế ngỡ ngàng. Xin chào các bạn đến với kênh Netizen Reacts. Các bạn thân mến, sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, trên trang web Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm vì sự tiếp đón nồng hậu và lòng hiếu khách khó quên của các cấp lãnh đạo cũng như người dân Việt Nam. Ông ấy viết, chuyến thăm đất nước của các ngài đã đem đến cho tôi những ấn tượng tốt đẹp nhất. Ông Putin cũng không ngần ngại khen ngợi các cuộc hội đàm giữa hai nước là thực sự mang tính xây dựng và hiệu quả. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng việc thực hiện các thỏa thuận song phương sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chắc chắn là ông ấy rất mong đợi hai nước sẽ tiếp tục làm việc tích cực về các vấn đề chính trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế các bạn ạ. Có thể các bạn chưa biết, trong chuyến thăm này, ông Putin đã được Việt Nam chúng ta chào đón bằng nghi thức cao nhất với 21 phát đại bác chào mừng và đã hội kiến với tất cả các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Bên cạnh phương diện hợp tác, Tổng thống Putin cũng cảm ơn món quà đặc biệt mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Tổng thống Vladimir Putin, đó là một tác phẩm điêu khắc ánh sáng mang tên Nước Nga Vĩ Đại. Tác phẩm này thật sự là một tuyệt tác, nó được chạm khắc từ cây bạch dương, loài cây biểu tượng của bản sắc văn hóa Nga. Tác phẩm nổi bật với hình ảnh một chú ngựa đang hí oai phong dưới tán rừng bạch dương. Hình ảnh chú ngựa không chỉ thể hiện sức mạnh, lòng kiên định và tinh thần tự do, mà còn tượng trưng cho sự cao quý và lòng trung thành. Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm là khi ánh sáng chiếu rọi vào tác phẩm, bóng của rừng bạch dương hòa quyện tạo nên hình ảnh ông Putin thời trẻ. Kỳ diệu hơn nữa là từ hình ảnh chàng trai trẻ đầy khát vọng khi cây bạch dương được xoay chuyển và ánh sáng chiếu đúng góc độ, chân dung vị Tổng thống vĩ đại của Nga hiện lên rõ nét, một người đã dành cả cuộc đời để xây dựng một nước Nga hùng mạnh trên trường quốc tế. Câu chuyện này gợi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Tác phẩm điêu khắc ánh sáng này không chỉ là biểu tượng sống động của tình bạn giữa hai nước, mà còn thể hiện sự tôn trọng và khát vọng thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nga. Đây là minh chứng cho sự giao lưu văn hóa và tình bạn bền vững giữa hai quốc gia. Theo mình tìm hiểu thì tác phẩm này được nghệ nhân Bùi Văn Tự điêu khắc ra. Vâng, Việt Nam chúng ta thật hãnh diện khi được vị nguyên thủ của một cường quốc khen ngợi phải không các bạn? Không chỉ được khen ngợi bởi Tổng thống Putin mà sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của người dân Việt Nam còn được cộng đồng mạng quốc tế khen ngợi. Vậy họ đã nói gì? Cùng mình điểm qua và ý kiến nổi bật nhất nhé! Việt Nam chơi lớn thật, cho đón Putin mà cứ như tổ chức lễ hội quốc gia. Nào là 21 phát đại bác, nào là màn điêu khắc ánh sáng cực đỉnh. Không biết Putin có sốc vì độ hoành tráng của Việt Nam không nhỉ? Mong ông Putin cũng đến thăm đất nước mình ghê. Tình yêu từ Lào. Việt Nam đã chứng minh rằng họ là một quốc gia có lòng hiếu khách tuyệt vời khi đón tiếp Tổng thống Putin. Từ việc chuẩn bị các nghi thức đón tiếp đến các hoạt động bên lề, mọi thứ đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và chu đáo. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với Nga, mà còn cho thấy Việt Nam luôn coi trọng cả mối quan hệ quốc tế. Thật đáng tự hào khi có một quốc gia trong khu vực làm tốt như vậy. Hy vọng Thái Lan cũng sẽ có những sự kiện đón tiếp thành công như họ. Tôi thích tác phẩm Nước Nga Vĩ Đại. Nó quả là một kiệt tác nghệ thuật. Nó không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với Putin, mà còn là biểu tượng của tình bạn vững chắc giữa Việt Nam và Nga. Người Việt Nam thật sự rất sáng tạo và ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam tiếp đón Putin với nghi thức cao nhất. 21 phát đại bác chào mừng, thật là ấn tượng. Chắc chắn ông Putin cảm thấy rất được tôn trọng và chào đón. Việt Nam thực sự đã làm rất tốt, từ việc tổ chức các cuộc hội đàm hiệu quả đến việc đón tiếp tận tình và chu đáo. Điều này chắc chắn sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước. Việt Nam đón Tổng thống Putin mà làm cả thế giới phải trầm trồ, nhìn tác phẩm điêu khắc ánh sáng mà phát mê. Đúng là Việt Nam đã lên một tầm cao mới rồi. Ai bảo Việt Nam không biết cách gây ấn tượng mạnh nào? Cách Việt Nam tổ chức và điều phối chuyến thăm của Putin thật chuyên nghiệp và đáng khâm phục. Sự kiện này không chỉ thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã thể hiện được lòng hiếu khách và sự tôn trọng tối đa dành cho Putin. Hy vọng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Việt Nam làm mình ngưỡng mộ quá. Tiếp đón Putin không chỉ trang trọng mà còn cực kỳ ấm áp và chu đáo. Đây mới là cách xây dựng tình bạn bền vững giữa các quốc gia.
quả thực không thể không khen ngợi. Ôi trời ơi, Việt Nam tiếp đón Putin mà như đón siêu sao vậy. Chắc Putin phải thấy sốc văn hóa luôn đấy chứ. Mà thôi, làm thế mới thấy được tầm quan trọng của mối quan hệ Việt-Nga, đỉnh cao. Nhìn cách Việt Nam đón tiếp Tổng thống Putin thật sự làm tôi cảm thấy rất tự hào. Họ đã làm rất tốt. Việt Nam phải trả hơn 300 triệu đô để trả nợ Mỹ. Đó là một trong những điều kiện để bình thường hóa quan hệ. Còn Nga không ngần ngại mà xóa hơn 10 tỷ đô tiền Việt Nam nợ, quá là hào phóng. Chúng tôi đã từng làm việc mấy chục năm trời với những người Liên Xô, nay là Nga trên mặt trận khai thác dầu khí. Họ rất nhân hậu, nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, mong cho Việt Nam, Liên bang Nga mãi mãi trường tồn. Không thể không khen ngợi Việt Nam về sự chuẩn bị chu đáo và lễ nghi trang trọng trong việc đón tiếp Putin. Mọi thứ đều được làm cẩn thận và tỉ mỉ. Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới. Thật tự hào về cách Việt Nam đón tiếp Putin. Sự tôn trọng và tinh thần hợp tác giữa hai nước được thể hiện rõ ràng qua từng chi tiết nhỏ nhất. Chúc mừng Việt Nam đã ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế. Đây là minh chứng cho sự phát triển và tầm nhìn xa của đất nước chúng ta. Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế qua cách đón tiếp Putin. Sự hiếu khách và chu đáo của Việt Nam thực sự là một điều đáng khen ngợi và để Campuchia phải học hỏi. Việt Nam là một đất nước đậm chất Á Đông với văn hóa trọng tình nghĩa, biết ơn những người đã giúp đỡ mình, cho nên Việt Nam sẽ luôn tôn trọng người anh em Nga. Nếu không thì sẽ không có Việt Nam như bây giờ. Chính điều này đang tạo ra sự tín nhiệm cho đất nước trên trường quốc tế. Chuyến thăm của Putin đến Việt Nam đã được đón tiếp một cách hoàn hảo. Mình rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và tinh tế của Việt Nam. Wow, Việt Nam chơi lớn thật, đón Putin mà cứ như là tổ chức lễ hội quốc gia. Không biết bao giờ thì Thái Lan mới học được cách tiếp đón nồng nhiệt như vậy nhỉ? Việt Nam đón Putin mà như tổ chức lễ trao giải Oscar. Thư cảm ơn đầy cảm xúc từ Putin đúng là đỉnh cao của sự tiếp đón. Thật ngạc nhiên khi thấy Putin cảm ơn Việt Nam với sự tiếp đón nồng hậu như vậy. Việt Nam đã làm rất tốt khi tạo ra một sự kiện đầy ấn tượng. Theo tôi, chính Tổng thống Putin vĩ đại đã tô thêm niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam. Tôi kính trọng ngài và yêu quý dân tộc Nga vĩ đại, các bạn luôn là người chiến thắng. Chuyến thăm của Putin đến Việt Nam thật sự là một sự kiện đáng nhớ. Việt Nam đã tiếp đón Putin bằng nghi thức hoành tráng và màn điêu khắc ánh sáng độc đáo. Thư cảm ơn của Putin đầy cảm xúc và chân thành. Nhưng mà này, Việt Nam phải nhớ rằng tiếp đón chỉ là bước đầu. Quan trọng là phải giữ được mối quan hệ này một cách bền vững và lâu dài. Đừng để ông Putin nghĩ rằng Việt Nam chỉ biết làm show mà không biết cách giữ quan hệ. Mỗi lần sang thăm Việt Nam, ngài Tổng thống Putin đều đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một người có tâm, có tầm nhất thế giới và là người thiện lành, hy sinh hạnh phúc riêng tư để phục vụ Tổ quốc Liên bang Nga. Putin khá ôn hòa, nhưng sự thật là rất nghiêm khắc với cấp dưới và bản thân, tính cách độc lập không phụ thuộc ai. Mỹ ghét Putin nhưng không thể chê Putin vì trình độ và khả năng lãnh đạo đất nước. Việt Nam-Nga là mối quan hệ vô cùng thân thiết vì cùng chung lý tưởng yêu hòa bình, có truyền thống giúp đỡ chống kẻ thù xâm lược trong chiến tranh và tiếp tục giúp đỡ xây dựng đất nước trong hòa bình. Đó là mối quan hệ hữu nghị bền chặt, không thế lực nào phá vỡ được. Cá nhân tôi cảm thấy người Việt Nam, dân tộc Việt Nam luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, dũng cảm hy sinh vì đất nước, chống giặc ngoại xâm, mà còn tình nghĩa thủy chung với bạn bè, đặc biệt là nước Nga vĩ đại đã giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tình cảm ấy mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Ủng hộ nước Nga là mệnh lệnh của trái tim, các bạn Nga hãy yên tâm. Theo tôi tìm hiểu thì người Nga đã hỗ trợ Việt Nam kháng chiến chống Pháp và Mỹ giành độc lập thống nhất Tổ quốc, một sự giúp đỡ kỳ diệu vô bờ bến. Nga hỗ trợ từ vũ khí hiện đại đến cử các kỹ sư, chuyên gia đến đào tạo và cùng chiến đấu với người dân Việt Nam. Dù Việt Nam hiện nay là quốc gia trung lập để đảm bảo an ninh khu vực không xáo trộn, nhưng cũng sẽ chắc chắn không bao giờ làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của nước Nga. Đúng rồi, đọc bình luận của người Nga nào về Việt Nam cũng rất tôn trọng. Họ khen Việt Nam nhiều lắm, bày tỏ sự tôn trọng. Khen người dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng chống các nước đế quốc, giờ là nước có độc lập chủ quyền hoàn toàn. Người Liên Xô cũ, người Nga là ân nhân của người Việt Nam đấy. Thời chiến tranh không có người Nga với Bác Hồ thì Việt Nam không có ngày hôm nay đâu.
Vâng, đó là tất cả những lời khen cũng như những lời nhận xét đầy ngỡ ngàng của cộng đồng mạng quốc tế dành cho Việt Nam các bạn ạ. Các bạn thấy sao về những ý kiến tích cực này? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ, chúng ta phải nói lời chào tạm biệt nhau rồi. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Và đừng quên cho mình xin một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!